đến với bộ sưu tập đầu tiên trong buổi tối đêm nay, Catchy, nhà thiết kế Võ Thanh Càng. Chào đón sự xuất hiện của bộ đôi Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Hà và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Đào Hiền. Sinh Miss Grand Việt Nam 2023 trong các thiết kế đến từ bộ sưu tập Catchy và trang sức lộng lẫy đến từ nhà tài trợ Vương Miện Kim Cương và trang sức Ngọc Châu Âu.